Đang xin chào bạn. Sau đây Hải đang xin xin giới thiệu các bạn cần là máy Daiwa Lenger LT6000D của Việt Nam, Daiwa Việt Nam sản xuất. Thông số của nó này, tỷ lệ truyền là 5.1:1, trọng lượng là 320 gram, lực kéo của nó là 12 cân. Một vòng quay của máy là 92 cm. Đấy, 5 vòng bi rồi. Còn câu lục đấy, 6000. Nhẹ các bạn, câu rất hợp lý, không mỏi, đỡ mỏi, câu lục cũng đỡ mỏi. 320 gram. Có kim loại. Cần thử xem họ chênh lệch 3 gram. Nhẹ, nếu mà bà cho anh là nhẹ cận câu. Tiếp đến cần Ueda Conando. Đấy, xoắn X. Cần các bạn xem. Bốn trăm năm mươi gram, 451 gram. Ueda Conando bát thấp các bạn, chui này. Đây các bạn, câu luôn carbon 99%, thu gọn là 1m3, 4 đốt, độ cứng 45, chiều dài 4m rưỡi. Rút ngọn này, đó rút ngọn lại ra, ngọn này tầm 4 luôn. 4 ly ạ. Khuyên gặp được thiết kế cả mới có thêm ít viền inox trang trí đi, nhìn viền inox trắng ha, ha. Khuyên gặp, khuyên này khuyên thường các bạn. Đá dày, chống xoắn tốt. Carbon X, 2X, xoắn chéo. Vừa rồi đang xin để giới thiệu các bạn cần vào máy.
cần Conando kết hợp với máy Daiwa Legalen. Hải Đăng PC chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng. Hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng PC.